Xin kính chào toàn thể quý vị. Rất vui vì hôm nay em lại được gặp mọi người trong những cái bản testing video dành cho các thiết bị âm thanh. Vâng. Hôm nay thì là em gửi đến mọi người một bộ combo phối ghép đến từ Nhật Bản. Đó là chiếc âm ly của hãng Makram, mã hiệu 1030. Một trong những chiếc âm ly cổ nổi tiếng có âm sắc rất là tuyệt vời và nghe các cái dòng nhạc trữ tình vocal bolero hay là những cái dòng nhạc cổ điển cực kỳ là đi vào lòng người. Đây là một trong những chiếc âm ly được sở hữu mạch xuất âm tụ chạy 4 sò nghé và nó cho ra mỗi kênh là 15 cộng 15W, trở kháng từ 4 cho đến 16 ohm. Tuy rằng là chúng ta thấy cái công suất ra rất là thấp, nhưng đặc trưng của dòng xuất âm tụ là công suất ra rất nhỏ nhưng vẫn đủ tải để kéo những cái cặp loa lớn. Và cái cặp loa ngày hôm nay của chúng ta là một cặp của hãng Aurex, mã hiệu SS520, sở hữu 3 đường tiếng, 1 bát 25, 1 trung 12, 1 test đom giấy. Đây là một trong những cái cặp loa nó có cái kết cấu phần cứng rất là gấu, rất là khủng. Ví dụ như cái loa bát là hoàn toàn là bằng xương nhôm đúc, cụ từ rất là lớn. Chung với tép cũng vậy, rất là gấu. Và phân tần thì được nhà sản xuất thiết kế khá là kỹ lưỡng. Và một cặp loa này có trọng lượng hơn 40kg, cái căng khoảng 45 cân, cũng khá là nặng. Và để khai thác tối ưu giải trầm thì họ thiết kế được 3 cái lỗ giải lách bên dưới. Và trong cái lỗ này nó có một cái chóp nón trên mỗi lỗ để hạn chế cái tiếng ủ rền. Nếu như mà họ là không làm như vậy thì là nó sẽ tạo ra một cái đuôi bát nó rất là dài, nhưng chính vì họ thiết kế các cái lỗ chóp nón bên dưới cho nên là chúng ta nghe cái tiếng trầm nó mềm, nó sâu và nó không bị cái hiện tượng nó dội âm nền, cũng như là nó không bị ù khi mà mình kê sát đất như thế này. Và bây giờ thì là mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc đầu tiên, đó là bài hát Căn nhà màu tím của ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Mai Thiên Vân. Em phát từ điện thoại qua ứng dụng Zing MP3 và kết nối bằng Bluetooth. Mời quý vị lắng nghe. Đôi môi đầy nhớ
cho đứa tin ru trẻ thơ. Nẻo đời muôn vàn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối, sách đêm cho mây em. Sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban và tiếp theo em mời quý vị lắng nghe ca khúc Được Tin Em Lấy Chồng của ca sĩ Giang Tử, một trong những bài nhạc cổ rất là hay. Vâng, thưa quý vị, vừa xong rồi chúng ta đã nghe hai ca khúc thuộc thể loại nhạc cổ. Và bây giờ em mời quý vị lắng nghe một bản non-stop. Có rất nhiều người thường hay hỏi rằng các cái loa này chơi nhạc cổ thì hay, nhưng mà chơi nhạc mạnh nó có đáp ứng tốt hay không? Và tốt hay không thì em xin trả lời luôn bằng cái video test này.
Vâng, qua một vài cái bản nhạc vừa rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái cảm nhận cơ bản về bốn thanh này. Thì em khuyến khích quý vị nên đeo tai nghe để cảm nhận các cái âm sắc cho nó rõ hơn. Mặc dù là em thu âm bằng điện thoại, đang ghi hình bằng chiếc Samsung Galaxy M20, một trong những chiếc máy bình dân cỏ, thì là nó cũng chỉ có một chất lượng âm thanh ở cái mức vừa phải. Sau đó thì up lên trên YouTube thì người ta sẽ cắt giảm rất là nhiều các cái chi tiết về dải âm, và thực tế thì nghe bên ngoài nó sẽ càng hay hơn rất là nhiều, bởi vì bản thân bọn em thu xong rồi bọn em nghe lại thấy nó cũng không được hay, nó chỉ bằng khoảng 40% do mấy thực tế thôi. Cho nên là quý vị nào mà ở khu vực Hà Nội thì em xin kính mời chạy hẳn qua nhà em 121 Ngọc Thụy Long Biên để nghe trực tiếp cho nó dễ hơn. Và em luôn luôn khuyến khích khách hàng thì khi mua đồ thì cứ dẫn theo cả những con người có kinh nghiệm về trong cái vấn đề về thẩm âm, cũng như là trong cái vấn đề về đánh giá được cái chất lượng sản phẩm, hoặc là thuê hẳn một ông thợ đến xem cho nó yên tâm thoải mái cả đôi bề quý vị nhé. Còn bên em thì em vẫn ship hàng toàn quốc từ xưa đến nay, từ rất nhiều năm nay rồi. Và xin chúc quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui, nhiều sự may mắn, cũng như là đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Và cái bộ âm thanh này giá nó chỉ hơn chục triệu thôi quý vị ạ, chứ không nhiều nhặn gì. Quý vị nào mà có nhu cầu muốn mua các cái thiết bị âm thanh cũng như các cái đồ linh kiện thì cứ alo cho em theo cái số điện thoại 0984511460, hoặc kết bạn Zalo. Zalo thì em có phong phú mặt hàng hơn nhiều, bởi vì là có rất nhiều các cái sản phẩm mình không thể up lên YouTube được, mà em thường đăng trên Zalo hoặc Facebook. Thì quý vị nào mà có quan tâm thì cứ kết bạn với em nhé. Xin cảm ơn ạ.